Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số được xác định là xu hướng tất yếu để các hợp tác xã nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả. Thông qua việc sử dụng mạng xã hội, tham gia vào các sàn giao dịch thương mại điện tử, các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sẽ quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, làm thế nào để các hợp tác xã có thể ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản lý hiệu quả thì vẫn còn nhiều việc phải làm. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên Minh Thùy. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hòa Bình hiện có trên 460 hợp tác xã, trong đó trên 76% số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, với vốn điều lệ dưới 1 tỷ đồng. Thực tế, tại nhiều hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, việc áp dụng nền tảng kinh tế số vào sản xuất, phát triển chuỗi giá trị vẫn còn chậm. Nguyên nhân do đa số thành viên tham gia hợp tác xã nông nghiệp xuất phát từ nông dân, trình độ tiếp cận thị trường chậm, khoa học công nghệ hạn chế, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm trong sản xuất. Từ trước đến nay, bà Nguyễn Thị Đường cũng như các hộ gia đình thành viên hợp tác xã Đồng Sương, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn chỉ quen với việc thu hoạch rau, tập hợp tại hợp tác xã để chở đến cho các tiểu thương hoặc các cơ sở kinh doanh ở khu vực Hà Nội. Việc tiếp cận với chuyển đổi số trong hợp tác xã nông nghiệp còn là điều khó khăn. Nông dân của chúng tôi ấy, bây giờ thì tôi thấy cái khó khăn nhất là cái giao hàng mà để mà thực hiện trên kỹ thuật số. Thì giao hàng qua mạng thế và giao hàng đến cho khách hàng trực tiếp thì chúng tôi cũng chưa có làm được. Hiện nay, các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, trong đó việc tiếp cận công nghệ thông tin còn hạn chế, quy mô hợp tác xã còn nhỏ lẻ, chủ yếu kinh doanh truyền thống. Lực lượng lao động của hợp tác xã không có điều kiện cập nhật các ứng dụng kỹ thuật mới, hạ tầng công nghệ thông tin tại các hợp tác xã còn thiếu. Cái kỹ năng mà để đưa các cái sản phẩm lên sàn, thế rồi là đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, thế rồi cái quá trình mà vận chuyển thì vẫn còn một cái mức rất là hạn chế. Còn một bộ phận rất lớn thì đó là các hợp tác xã mà những cái người là tuổi trung niên trở lên, thì đối với lại những các đối tượng này thì chúng tôi cũng đề nghị là lựa chọn các cái người mà trẻ tuổi để có thể về làm cái trực tiếp là cái thao tác cho các cái hợp tác xã đó. Mặc dù Internet đã tăng khả năng tiếp cận thông tin của các hợp tác xã, song mới tập trung ở bộ phận cán bộ quản trị trẻ, được đào tạo chuyên nghiệp. Trong khi đó, tỷ lệ cán bộ quản trị hợp tác xã chưa khai thác các tiện ích công nghệ thông tin còn cao, dẫn đến khả năng tiếp cận công nghệ thị trường còn thấp. Thưa quý vị và các bạn, để giúp các hợp tác xã nắm được những vấn đề cơ bản khi tham gia thực hiện chuyển đổi số, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã mở các lớp tập huấn chuyển đổi số nhằm giúp các hợp tác xã ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là việc tiếp cận thị trường tiêu thụ thông qua các sàn thương mại điện tử như Vỏ Sò.vn, Postmart.vn. Đến nay, có khoảng 30-40% hợp tác xã tham gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã cho rằng cốt lõi là thay đổi nhận thức về vấn đề này. Tính từ đầu năm đến tháng 7 năm 2022, trứng gà Ngọc Hân, sản phẩm ô cốp 3 sao của hợp tác xã Sơn Nam, thôn Đồng Nhất, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, đã bán được trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn được khoảng 90.000 quả với tổng giá trị trên 300 triệu đồng. Sau khi được đăng bán trên sàn thương mại điện tử, sản phẩm trứng gà Ngọc Hân với chất lượng tốt, an toàn, quy trình sản xuất sạch đã được người tiêu dùng trong nước biết đến, đánh giá cao về chất lượng và mẫu mã. Chúng tôi kết hợp cùng với ngành bưu điện của huyện và tỉnh thì đưa lên sàn giao dịch của Postmart của ngành bưu điện, thì kể từ khi đó đến nay thì người tiêu dùng lại càng biết đến cái sản phẩm của hợp tác xã chúng tôi. Trước đây thì tự thương lái người ta sẽ quảng bá cho mình, tự người tiêu dùng người ta quảng bá cho mình, nhưng kể từ khi mà mình đã được công nhận về cái sản phẩm ô cốp 3 sao thì lên sàn giao dịch thì thực sự là cái sự quảng bá nó càng rộng rãi hơn và nó nhiều người tiêu dùng người ta biết hơn và người ta tin tưởng để tiêu dùng hơn. Để chuyển đổi số thành công, vấn đề cốt lõi là thay đổi nhận thức của các thành viên của hợp tác xã. Khi các hợp tác xã nhìn nhận đúng vai trò ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ 4.0 vào quản lý sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thì sẽ có sự quan tâm đầu tư đúng mức, thay đổi mô hình quản trị. Liên minh cũng đang hướng là xây dựng một cái nền tảng số cho các hợp tác xã và giao cho các hợp tác xã tổ hợp tác là tự quản cái trang của mình, tự quản đưa sản phẩm lên, thế rồi là đơn giá, thế rồi là hình ảnh, rồi cách thức giao dịch thì sẽ theo cái hướng là tạo một cái nền tảng số như vậy. Thế và sẽ tập trung vào cái vấn đề là tập huấn cho các tổ hợp tác xã đó, có thể là tạo được các cái
hình ảnh, thế rồi là tạo được các video clip để đưa lên trên cái trang đó. Chuyển đổi số trong hợp tác xã đã được triển khai nhưng chưa rõ nét. Chính vì vậy, việc đồng hành cùng khu vực kinh tế này để tháo gỡ những vướng mắc trong ứng dụng khoa học công nghệ giúp các hợp tác xã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản. Thưa quý vị và các bạn, thực tế thì không ít hợp tác xã đã tiếp cận chuyển đổi theo mô hình hợp tác xã kiểu mới, linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, chuyển đổi số tại các hợp tác xã muốn thành công thì vấn đề cốt lõi vẫn là thay đổi tư duy từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng công nghệ với sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các cấp chính quyền trong việc khảo sát thực trạng hoạt động của các hợp tác xã, từ đó lựa chọn những hợp tác xã thực sự hoạt động hiệu quả, nắm bắt được công nghệ thông tin và đội ngũ cán bộ có năng lực, nhiệt tình để xây dựng, tham gia vào thực hiện chuyển đổi số. Và đến đây, phần bình luận của tôi xin được kết thúc.